chốt vâng nó để mà khi hồi là con thấy nó đây là có chữ ok này, cái góc phải bên trái góc bên trái này, này. Là tức là cái con vịt của mình ok rồi này, cái môn mà chủ đó mà hẳn hiện thì cái khoảng lên cái cả em này đó là mình phải có làm vậy là trong quá trình đó mình cũng những hoạt động hay là đi mọi để cho bằng bắt được cái nhịp chân khỏe đó thì sẽ vậy nha, còn một cái máy cớ thì mày nhặt ra nó vậy á, mới mà chỉ còn có chủ đó chứ mày đưa đo không được. Mấy chủ đó chứ không có cái chủ đeo thêm rồi nghe có chủ đập thì nó chứ.